thì dần dần các anh chị sẽ có một cái đê ở trong não. Nhưng sau rất nhiều lần cái tần số lặp lại liên tục thì bắt đầu nó mới thành, nó thành là mưa, nó không trôi được cái, tức là nó không quét. Sau đó thì cái đường đê nó trở thành một cái đường quốc lộ, thế là nó vừa chắn nước mà nó lại vừa là đường quốc lộ. Và kết quả là nhiệm vụ các anh chị còn lại là các anh chị bắt buộc phải bồi bổ nó với một năng lực trong 8 kỹ năng của nghề học, đó là kỹ năng ghi nhớ, làm sao cho nó biến thành của mình cũng sẽ an toàn, đúng không? Thì đấy là phần việc của tôi thì sẽ xong, thì nó sẽ là phần việc của các anh chị suốt đời luôn. Bắt đầu vào kinh doanh thì linh hồn của vấn đề là các anh chị phải có một cái ý tưởng. Thế từ ý tưởng thì các anh chị phải đủ các thành tố để thực hiện ý tưởng. Mà những thành tố này nó chia làm 4 thành tố. Và 4 thành tố này nó đều phải có một cái đặc điểm, mày phải khác thật khác. Khác biệt nó trở thành điều bắt buộc ngày nay. 9 nhân tố được chia làm 4 khu vực thì ý tưởng hoàn toàn có khả năng thành hiện thực. Thế thì từ cái chỗ này mình phải thiết kế 4 nhân tố này bắt buộc phải khác biệt. Ý tưởng chắc chắn phải khác biệt thì bắt đầu á, nó có xu hướng ấy là nó sẽ thành công. Thì cái bài này á, nó gọi là bài mô hình kinh doanh. Rất ít người hiểu cái chữ mô hình này. Người ta lại cứ tưởng là mô hình kinh doanh là cách tổ chức công ty. Không phải. Mô hình kinh doanh nói thật ngắn, mô hình kinh doanh chính là ý tưởng và cách tổ chức thực hiện ý tưởng. Thế thì bây giờ các chị mới có ý tưởng, mới thành tố rồi. Nhưng cái thị trường nó mênh mông thế, mình chọn một con đường nào đi cho nó tối ưu nhất thì nó sang cái bài chiến lược. Thì chiến lược là nó gắn với mô hình, chứ không có chữ chiến lược chung chung, không có, không chung chung được. Và cái lũ mà nó dạy nó không xâm lăng được thị trường Hà Nội, bởi vì khi nó dạy chiến lược là nó dạy chiến lược đứng thoại loại. Không, chiến lược là nó gắn với mô hình. Thứ hai, bản chất của chiến lược, bản chất của chiến lược là mày đi kiếm cái thủ đoạn, thủ đoạn để mày thắng người ta, mày thắng người ta, thắng người ta. Nếu người ta cùng mô hình, lúc nãy tôi thắng nó bởi vì tôi có mô hình đập. Nhưng mà ông đừng ngạo mà, mô hình của ông ở đất Hà Nội 4 thằng làm, mà 4 thằng làm thì theo tổng cầu chỉ có 1 thằng thắng. Như vậy mô hình là nó chứa ý tưởng và thành tố để thắng. Nhưng có thắng được không thì nó lệ thuộc vào cạnh tranh. Thì chiến lược là đi hầu hạ nhân tố cạnh tranh. Còn thực tiễn nó diễn ra phải biến nó thành hành vi. Thì cái bài chúng ta học là bài lãnh đạo. Lãnh đạo này là lãnh đạo chiến lược, tức là cái chiến lược này phải biến thành thực tiễn. Và mô hình sẽ biến thành thực tiễn nếu có chiến lược đúng. Mà chiến lược đúng sẽ biến thành thực tiễn nếu có lãnh đạo đúng. Cho nên thằng này nó mới viết tắt là CEO. Vậy thì cái bài lãnh đạo chiến lược này nó sẽ đảm bảo cho các chị là chiến lược được thực thi. Vậy thì đến đây, doanh nghiệp một trong ba cái này chỉ giữ một trong ba là chết, không có COVID nào cả. Như vậy nó có 12 cái bài, 12 cái chết của doanh nghiệp nếu xét ở cây thứ một cấp 1. 12 cái gây ra cái chết mà các bạn đã dính 2 cái. Nhưng mà tôi nhìn doanh nghiệp Việt Nam tôi thấy nó dính cả 12 các bạn. Vậy thì các bạn thử xem là dưới tay thằng giám đốc nắm thật chắc các yếu tố này, thì mà mỗi yếu tố này họ cứ lùi vào mắt, thì người ta gọi là kinh doanh là thằng có nghề, nghề tài chính, nghề nhân sự, nghề lãnh đạo, nghề lập chiến lược, nghề đi mua ý tưởng và duyệt ý tưởng, nghề marketing các bạn ạ, nghề tổ chức và vận hành.
Và điểm cuối cùng, PA là một pháp nhân mà đứng đầu PA là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.